Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một MTB, thương hiệu đến từ Mỹ các bạn. Một MTB là rất đặc biệt, nó là chạy cặp vành 700 các bác nhá, chứ không vành 26 hay vành 29 mà cặp vành 700 rất là phổ thông. Đấy. Cặp vành 700 MTB. Đấy, thương hiệu GT, thương hiệu đến từ Mỹ các bạn. Khung nhôm càng sắp lốc xốc, rất là đẹp, có chế độ hành trình. Đấy. Con này có xe đứng bằng 47, xe ngang bằng 57. Thường thường MTB thì xe ngang nó vẫn là lớn các bác nhá. Đấy, MTB thường thường xe ngang nó vẫn lớn. Con này xe đứng bằng 47. Đấy, phanh đĩa dầu tất cả trước sau các bác nhá. Trục rỗng. Đấy. Xe thì còn mới đến 90% đến 95% hàng xách tay, có giấy tờ các bác. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215. Địa chỉ của nhà em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc các bạn. Các bạn vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày. Một em MTB rất là đẹp, thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy. Em sẽ vào chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy, một em GT các bác nhé, GT là thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy. Có mã số là SKR. Đấy. Xe này còn mới đến 90-95% khung nhôm các bác nhé. Đấy, ghi đông phốt tăng là nhôm. Đấy, con này có chế độ hành trình các bác này. Đấy, có chế độ hành trình như này. Đấy. Đây chế độ hành trình. Đấy. Đây là chế độ hành trình là gì, là lúc mà mình đi vào đường sắt hay đường bằng thì mình thích thì mình điều khiển cái nút chế độ hành trình này. Đấy, sóc của nó là sóc lốp sóc các bác nhá. Lốp sóc là những cái dòng sóc dành cho xe đạp và địa hình rất là nổi tiếng. Đấy, phanh là phanh dầu. Phanh dầu các bạn. Đấy. Tay đài bấm xả Simulo. SLX. SLX các bạn. Đấy. SLX. Phanh dầu. Càng của xe là càng lốc xốc mạ titan các bác nhé. Cái này là mạ titan này. Đấy, titanium này. Cái này là không bao giờ là bị han. Mạ titan này, lốc xốc này. Nói đây là xốc trước lốc xốc thì các bác biết đấy. Rất là đắt. Cặp vành đằng trước là cặp vành hai lớp này. Đấy, vành này là vành 700 các bác nhé. Đặc tính của con này nó là vành 700 x 23C này các bác này. À, nhân 32C này. Đấy, 700 x 32C rất là hiếm. Cực hiếm luôn đấy các bạn. Đấy. MTB mà chạy vành 700, vành phổ thông luôn. Yên hẳn còn nguyên tiệu xe các bác nhá, rất còn mới. MTB. Đấy. 1909. Đấy, MTB. Đấy các bạn. Đấy. Lốp hãng còn rất là mới đây các bạn. Đi rất ít, chạy với 10 lít các bác nhá. Chạy với 10 lít, đề sau của nó là đề đều dưới XT này. Đuôi đĩa của nó là SLX. Đằng trước là 2 đĩa. Đằng sau 10 lít các bác nhá. Đấy, xe là xe GT. GT là thương hiệu của sản xuất tại Đài Loan. Đấy. Xe còn có những cái vết xước rất là nhỏ ở trên xe đây. Đấy. Màu xe thì sơn thì quá ok rồi. Em sẽ quay sang mặt trái để cho các bác theo dõi. Đấy, con này chạy 10 lít các bác nhá. Đây lít đây các bác này. Đấy, 10 lít. Cấu hình con này rất là cao rồi, 10 lít. Đây em quay này cho nó rõ hơn này. Đấy. Phanh là phanh dầu này, phanh dầu trước sau này. Đấy. Đấy, còn bác của xe này FSA. Phanh lốc xốc, xốc lốc xốc. Đĩa dầu tỏa nhiệt đấy các bạn này. Đấy, phanh đĩa. Đây này, đây là mặt trái của xe các bác nhá. Em đang quay mặt trái của xe. Em đang quay mặt trái cho các bác theo dõi. Đây là mặt trái của xe. Đấy, như em vừa nói đây này, con này chạy trục rỗng rồi này. Đuôi của nó SLX này. À, sản xuất tại Đài Loan này. Đây này. Mã vạch, mã QR có đầy đủ hết các bác nhá.
Đấy, mã vạch mã QR để chú SD. Các bác nhìn là xích nếp của nó là gần như mới luôn, gần như mới. Đây là giấy tờ đấu giá của em từ bên Nhật. Đây, phanh dầu đĩa sau này. Xe còn quá ok, quá đẹp luôn. Đấy. Máy ơ này. Đấy, và em xe nói lại con xe này, con này con là một MTB thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhá, GT. Đấy. Có xe đứng bằng 47, xe ngang bằng 57, chạy cặp vành của nó là vành 700 x 32C. Đấy. Đùi đĩa là trục rỗng của FLX, phanh là phanh dầu trước sau. Sóc trước là sóc lốc sốc. Đấy. Xe dáng xe thì quá là đẹp, đúng dáng MTB. Đấy, bác nào mà có nhu cầu alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề. Đấy, một MTB có size đứng bằng 47, size ngang bằng 57 các bác nhá. Đấy, các bác làm mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề đấy. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá.